số em còn không có mối đoạn như này chắc không bao giờ nó bị nhẹ dính à, dây nó còn có người chiều trên bố đây cửa ra chỗ sửa xe máy đầy dạ nhà thứ hai bên Hưng của nhiều chỗ nó đeo làm không nhưng cái này cái đồ nó làm điện tử điện dân dụng là quá mà hay dùng như vậy đấy hay tốt. Chào Văn Đại đấy hả? Hello, chào mọi người. Em là thành viên mới. Ủng hộ em nhé. Có nhận đệ không bác? Biết gì đâu mà nhận đệ bác. Toàn đi làm mò mà. Các cụ có giỏi, mày hơi khôn. Mày cũng còn bảo thế. Làm thế đúng mày. Mày hơi khôn này. Mày hơi khôn, mua máy đúng thế thì đi làm thế. Cứ phá nhiều là thành thợ hết. Dây điện cắt tuyết rồi em. Kệ. Mua rốt lòng nhiệt tình thì trở thành là thành nghề à? Là thành phá hoại. Ngày xưa đó, bây giờ mua rốt. Được chưa? Đều trả giá bằng tiền mặt. Động với chị quá là thành nhân tài. Đấy. Đúng tất cả mọi sự mua rốt mà đều trả giá bằng tiền hết. Nói gì đâu bác ơi, thợ vườn nữa mà. Bác ơi làm sao để liên hệ được với bác? Mình có số điện thoại ở trang cá nhân ấy. 0967529529. Đây bó mỗi phát ở đoạn này nó tí nữa đằng nào đây làm cuối cùng đoạn này đằng nào cũng dỡ mà đây làm cuối cùng đây, 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 dây điện vệ sinh xong tí mang xịt nước cả hộp đen luôn đơn. Bảy năm bác ơi, 75 giờ đây. Máy này, chạy ra nhà ngủ xịt. Mấy nửa đâu nhỉ? Tới. Đấy nhá, đấy qua thay đi nhá. Cái bộ này nó ngắn hơn là ở đây thôi. Kinh nghiệm là gì? Đi đuôi ra đây. Kinh nghiệm châm lửa. Xong mày hút hộ tao luôn. Căng. Thầy học cho từng tí một đi. Mang đi xịt nước hết rồi. Tới dọn hết những cái này đi này. Cầm cái chổi quét hết đi. Thank you.
từ là chúng nó đi hết rồi. Không còn ai để mà quay nữa. Thực ra ba cái công tắc này là cái gì anh? Không biết anh ạ. Để mình thử dịch xem nào. Nó không biết là cái công tắc này là tác dụng cái gì. Chắc sử dụng con máy thì không biết là mấy công tắc này nó là cái gì. Tôi lại chào anh em nhá. Chúng nó đi hết rồi.